Duy Quý là sinh viên năm 3 ngành Ấn Độ học. Em là sinh viên năm 2 của ngành Ấn Độ học. Em tên là Trâm Anh, em đến từ ngành Úc học K18. Mình tên là Quế Trâm, ngành Ả Rập học. Mình tên là Trần Ngọc Thiên Phúc, sinh viên năm 4 ngành Trung Quốc học. Sinh viên ngành Thái Lan học, Hoa Đông Phương học. Năm 3 là sinh viên ngành Thái Lan học khóa 2016. Mình tên là Nhã Phương, là sinh viên khóa 2016 ngành Indonesia học. Mà mình có tham gia một tiết mục múa trong đó. Em tham gia ở mảng hát và múa. Em có đăng ký tham gia một tiết mục học sướng. Sẽ tham gia vào bên múa. Em tham gia mảng múa. Múa cũng có, chạy hậu cần cũng có. Chuyên là IQ gì đậm đó. Vậy em đã chuẩn bị những tiết mục và hát múa mang văn hóa của đất nước đang học là Ấn Độ. Anh mình thì có đủ các thể loại từ hát, múa cho đến múa nhảy. Ngành Úc năm nay của tụi em có một tiết mục khá là đặc sắc, đó là tiết mục Chiều Lên Bảng Thượng về thể loại hát múa của các bạn đến từ khóa K17, K18 và cả K19 luôn. Em mong các bạn sẽ đón xem ạ. Đem lại cho các bạn những tiết mục văn nghệ rất là đặc sắc mà các bạn sẽ khó thể nào quên được trong đêm phương Đông lần này. Thay vì là belly dance truyền thống những năm trước thì bọn mình sẽ giới thiệu một số thể loại mới về belly dance để mọi người cùng biết. Tại vì belly dance cũng có rất là nhiều thể loại và rất đáng để khám phá. Năm nay ngành mình cũng bắt đầu đang chuẩn bị ráo riết tập các tiết mục múa, hát và một vài tiết mục đặc biệt khác. Hứa hẹn sẽ mang đến bài múa như những bài hát rất là đặc sắc cho đêm phương Đông hôm nay. Chắc chắn nó sẽ rất là hoành tráng. Tất cả các bạn cùng nhau tập luyện thật tốt và có một mùa lễ hội thật là vui vẻ. Hy vọng là các đội thi sẽ cùng nhau cố gắng để mang đến một đêm phương Đông đặc sắc, thú vị và thành công. Em xin gửi lời chúc đến các đội thi của ngành Ấn Độ học nói riêng và các ngành khác trong khoa Đông Phương học nói chung sẽ thật thành công với những tiết mục của mình để mang đến cái sự đặc sắc cho chương trình này. Lúc mà mình diễn văn nghệ thì mình rất sợ mẹ tim đập bệnh, đừng có sợ bị xỉu mọi người. Bệnh. Chúc các bạn có những cái tiết mục thật là đặc sắc nhất, đem đến những cái trải nghiệm rất là thú vị cho khán giả năm nay. Chúc các đội thi thật sự tự tin và mang đến những tiết mục đặc sắc và rất là thành công sân khấu. Và quan trọng là được cái bẫy bóng nha mấy bà. Cho tất cả các bạn là tập luyện thiệt là tốt, lên sân khấu thì biểu diễn hết mình và đạt được kết quả tốt nhất. Mình cũng rất là hy vọng năm nay các bạn ngành mình sẽ đạt được kết quả cao.